Chào anh chị, Misa xin hướng dẫn anh chị kiểm tra đối chiếu chứng từ sổ sách mục 4.1, danh sách khách hàng, nhà cung cấp, trùng mã số thuế. Trường hợp có khách hàng, nhà cung cấp bị trùng mã số thuế, chương trình sẽ hiển thị báo cáo thể hiện chi tiết, thông tin khách hàng, nhà cung cấp và mã số thuế bị trùng. Nguyên nhân và giải pháp. Thông thường, việc trùng mã số thuế do cùng một khách hàng, nhà cung cấp nhưng khai báo thành nhiều mã khác nhau, dẫn đến công nợ, số thu, số trả có thể hạch toán lẫn lộn vào các mã này, dẫn đến sai lệch số liệu công nợ. Trường hợp này, anh chị có thể gộp mã khách hàng, nhà cung cấp thành một mã duy nhất để đảm bảo công nợ phản ánh đúng bằng cách vào các tiện ích và thiết lập. Quản lý danh mục. Chọn khách hàng hoặc nhà cung cấp. Anh chị tìm kiếm bằng mã số thuế hoặc tên khách hàng, mã khách hàng đang báo trùng. Trên danh sách khách hàng đã được liệt kê ra, anh chị tích chọn vào các mã khách hàng. Vào tiện ích, gộp khách hàng tự động. Anh chị chọn thông tin muốn sử dụng để xác định khách hàng trùng nhau. Ở đây em sẽ chọn là mã số thuế. Anh chị tích chọn thông tin muốn giữ lại sau khi gộp. Em ví dụ, em sẽ tích chọn vào dòng đầu tiên, Misa. Nhấn gộp và đóng. Nhấn đóng. Thì lúc này khi anh chị tìm kiếm bằng mã số thuế thì chỉ có một mã khách hàng hiện lên, chính là mã hàng anh chị vừa giữ lại lúc nãy. Tương tự, anh chị gộp mã nhà cung cấp nếu có. Trường hợp 2, do nhập sai mã số thuế của một khách hàng nhà cung cấp nào đó thì lúc này anh chị tiến hành vào danh mục khách hàng nhà cung cấp và sửa lại cho đúng. Chúc anh chị thực hiện thành công.